Laudetur Jesu Christo, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lược thuật những tin chính trong chương trình hôm nay của chúng tôi. Công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục về gia đình. Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức Chúa Nhật kính lòng thương xót. Đức Hồng y Jorge Maria Martin Cotier, nguyên thần học gia phụ giáo hoàng qua đời. Đại hội Âu Châu kỳ 3 về tông đồ lòng thương xót. An ninh cho khách hành hương ngày quốc tế giới trẻ tại Ba Lan. Thông điệp phục sinh của các nhà lãnh đạo công giáo tại Trung Đông. Quan sát viên tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi nhìn nhận vai trò của phụ nữ trong việc kiến tạo hòa bình. Người công giáo Mosul đón nhận phục sinh trong Âu Lo khi theo dõi chiến dịch giải phóng Mosul. 20.000 người Trung Quốc được rửa tội vào đêm vọng phục sinh. Sau đây là phần tin chi tiết của chúng tôi cùng những tin khác. Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức Chúa Nhật kính lòng thương xót. Quý vị và anh chị em vừa theo dõi một phần trong buổi canh thức kính lòng thương xót Chúa. Chiều thứ Bảy mùng 2 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã hướng dẫn một buổi cầu nguyện canh thức lòng thương xót Chúa với hàng chục ngàn người tụ tập tại quảng trường Thánh Phaero, trong đó Ngài nói nhiều về khía cạnh đa dạng của lòng thương xót Chúa. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Francisco trình bày các suy tư của Ngài về lòng thương xót Chúa như một đại dương bao la đến mức rất khó để mô tả tất cả một cách tổng thể. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Kinh Thánh trình bày lòng thương xót Thiên Chúa như sự gần gũi với dân Ngài và trong những thể hiện dịu dàng, đặc biệt là trong sách tiên tri Hosea. Đi sâu vào những khía cạnh đa dạng của lòng thương xót Chúa, Đức Thánh Cha nói, có biết bao những biểu hiện của lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót này đến với chúng ta như sự gần gũi và sự dịu dàng, như lòng từ bi và tình liên đới, sự an ủi và tha thứ. Chúng ta càng nhận được, chúng ta càng được mời gọi để chia sẻ với những người khác, chứ không thể giấu kín đi hoặc chỉ giữ lại cho mình. Lòng thương xót là một điều gì đó cháy bỏng trong lòng chúng ta, dẫn dắt chúng ta đến tình yêu thương tha nhân. Và như thế, nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô nơi những người rốt cùng, yếu thế, cô đơn, hoang mang và chịu nhiều thiệt thòi. Buổi canh thức cầu nguyện này trùng hợp với kỷ niệm 11 năm ngày Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời hôm Chủ nhật ngày 2 tháng 4 năm 2005. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thăm Đền Thánh Lòng Thương Xót trong khuôn khổ Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 28. Diễn ra vào mùa hè này tại Krakow, Ba Lan. Hôm thứ Năm tuần Thánh, chính quyền Iraq loan báo mở chiến dịch giải phóng Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, cũng là thủ phủ của người Công giáo nước này. Trong giai đoạn 1, mục tiêu của quân Iraq là giải phóng các ngôi làng trong khu vực Na, cách Mosul 70 km về phía nam, để có thể vượt qua sông Tigris, giải phóng Wayara là nơi có nhiều mỏ dầu và có một sân bay quân sự. Đây sẽ được coi là bàn đạp chiến lược để giải phóng Mosul. Trong khi đó, tại thủ phủ Erbil, gần 2 năm sau sự sụp đổ của Mosul vào tay bọn khủng bố Hồi giáo IS, hầu hết các tín hữu Công giáo của thành phố này đã tổ chức lễ phục sinh lưu vong lần thứ hai tại khu tự trị mà họ ẩn náu sau khi chạy khỏi Mosul. Chỉ có một số rất ít người Công giáo Mosul có khả năng chạy sang các nước Tây Âu và Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Yohanna Bostromosi của Tổng giáo phận Erbil cho biết, hiện nay giáo phận của Ngài có 60.000 tín hữu so với khoảng 30.000 tín hữu trước khi Mosul thất thủ. Hầu hết các giáo xứ đều phải tái tổ chức lại để có chỗ cho anh chị em tị nạn lưu trú. Cha George Yahola, một linh mục Mosul tị nạn tại đây, nhận xét rằng các tín hữu ở Mosul có truyền thống giữ đạo rất nhiệm nhặt, nhờ thế họ duy trì được sự trung thành với truyền thống và đức tin được truyền từ đời này sang đời khác.
Cha cho biết thêm về hoàn cảnh cộng đoàn mình như sau. Chúng tôi đã bỏ nhà thờ, trường học của chúng tôi, các di sản văn hóa và nghệ thuật có niên đại hàng nhiều thế kỷ, các thư viện, các ảnh tượng thiêng liêng, kinh sách. Chúng tôi đã đi với hai bàn tay trắng. Ở đây, chúng tôi đang bắt đầu lại từ số 0. Hai mươi ngàn người Trung Quốc được rửa tội vào đêm vòng phục sinh. Ước tính có khoảng 20.000 người đã được rửa tội vào đêm vòng phục sinh tại Trung Quốc. Thông tấn xã Công giáo Asia News của Hội Giáo hoàng Truyền giáo cho biết như trên hôm 29 tháng 3, bất chấp những chính sách bách hại dai dẳng của chế độ Cộng sản Trung Quốc, làn sóng gia nhập giáo hội Công giáo vẫn diễn ra với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Asia News cho biết riêng, tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Bắc Kinh, 100 người lớn đã được rửa tội trong lễ vòng phục sinh. Trong khi đó, tại một giáo xứ nhỏ ở ngoài ô thành phố Thượng Hải, 27 tân tòng đã được đón nhận vào một cộng đồng nhỏ bé chỉ khoảng 100 người Công giáo. Hàng năm, việc rửa tội tập thể như thế cũng diễn ra vào những dịp Giáng sinh, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và lễ Đức Mẹ lên trời, nâng tổng số người lớn được rửa tội lên đến 100.000 người mỗi năm. Giáo hội Tin Lành thậm chí còn tăng trưởng mạnh hơn nữa. Chế độ Bắc Kinh xem sự tăng trưởng nhanh chóng của Kitô giáo là một hiện tượng đáng báo động. Một số quan chức ước tính số Kitô hữu vào khoảng 100 triệu người, nhiều hơn so với 85 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thông điệp phục sinh của Đức Hồng Y Pachara Rai. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong dịp lễ phục sinh vừa qua, nhiều vị thượng phụ ở Trung Đông kêu gọi hòa bình và mời gọi các tín hữu hy vọng giữa những khó khăn. Đức Hồng Y Pachara Rai, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronite, có trụ sở ở Kerke gần Beirut, nhận định rằng thế giới, đặc biệt cộng đồng chính trị và nhà cầm quyền các dân nước rất cần những chứng tá về sự phục sinh. Trong sứ điệp phục sinh, Đức Hồng Y Rai tố giác rằng các cường quốc miền và quốc tế đang áp đặt những cuộc chiến tranh tàn phá ở Trung Đông, nhất là trên các lãnh thổ của người Palestine, Iraq và Syria. Các nước mạnh này khơi lên khói lửa, tài trợ và cung cấp các dụng cụ chiến tranh ở Trung Đông và gửi vũ khí cho những tên khủng bố và đánh thuê, nhắm đến những mưu đồ chính trị, những quyền lợi kinh tế và các mục tiêu chiến lược. Theo Đức Hồng Y Rai, Liban có thể tồn tại căn tính của mình nếu giữ trung lập và có lập trường rõ ràng giữa các khối miền và quốc tế. Thông điệp phục sinh của Đức Thượng Phụ Fuad Tua. Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem Fuad Tua trong bài giảng lễ phục sinh tại đền thờ Mộ Thánh nhận xét rằng giống như các phụ nữ thấy ngôi mộ trống của Chúa Kitô, nhiều tín hữu Kitô cũng để cho mình bị xao xuyến, sợ hãi sự trống rỗng và vắng bóng. Nhưng chúng ta đừng để cho sợ hãi đè bẹp. Đức Thượng Phụ gửi một sứ điệp hy vọng và cầu nguyện cho các bệnh nhân, người già và các tù nhân, các nạn nhân của sự dửng dưng và cô lập, và những người đang sống ngày thứ sáu tuần thánh, cũng như cho những người có thể sống niềm vui của lễ phục sinh, nhưng không thể loan báo tin mừng vì những chính sách nghiêm ngặt và nạn cuồng tín mù quáng. Thông điệp phục sinh của Đức Thượng Phụ Yonan tại Beirut, thủ đô Liban. Đức Thượng Phụ Ignacio Joseph thứ ba Yonan, giáo chủ Công giáo Syriac nói rằng hòa bình ngày nay là điều mà các tín hữu Kitô chúng ta ở Trung Đông đang thực sự cần và cố gắng đạt tới. Hòa bình là điều rất ý nghĩa ngày nay đối với giáo hội Syriac chúng ta và những người đang bị bách hại trong bao thế kỷ. Và đặc biệt trong thời gian gần đây vì những bàn tay man rợ trong thế kỷ 21 như những cuộc tấn công hồi năm 2010 và 2014. Đức Thượng Phụ Yonan mời gọi các tín hữu đừng bao giờ nghi ngờ quyền năng cứu độ của Chúa Phục Sinh và đừng bao giờ mất hy vọng. Như các cha ông can đảm của chúng ta đã dạy qua bao thế kỷ, Ngài kết luận rằng, mặc dù đủ loại cơ cực vì buộc lòng phải di cư, chạy tới Liban, Jordani hoặc Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta tiếp tục cùng với Đức Thánh Cha Francisco trong năm thánh lòng thương xót này, cầu xin Chúa thương xót tất cả chúng ta, cầu nguyện để thế giới, đặc biệt để các nước Tây Phương có thể tin. Thank you.
Thông điệp phục sinh của Đức Thượng Phụ Gregory Đệ Tam La Hầm. Đức Thượng Phụ Gregory Đệ Tam La Hầm, giáo chủ công giáo Melkai ở Damascus, thủ đô Syria, nhận xét rằng ngày hôm nay, sau 5 năm bạo lực, chiến tranh, tàn phá và máu đổ, thế giới khám phá ra rằng con đường Damascus, Jerusalem và Palestine được nối lại với nhau, vì đó là những con đường đức tin, văn minh và gia sản. Đứng trước những thảm trạng của dân chúng ở các nước Trung Đông chúng ta, đặc biệt tại Syria và Iraq, chúng ta đang tiến bước trên con đường Golgotha. Nhưng cũng như con đường thập giá dẫn đến phục sinh vinh hiển, chúng ta cầu nguyện để tiến qua con đường thập giá ở Syria, chúng ta có thể tiến đến niềm vui phục sinh. Công bố tông huấn hậu thường hội đồng giám mục về gia đình. Tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco nhằm tổng kết các thường hội đồng về gia đình sẽ được công bố tại phòng báo chí tòa thánh lúc 11 giờ 30 sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 4. Tông huấn này có tựa đề Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Các văn bản của tông huấn bằng tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha được chuyển cho các nhà báo có ghi danh với tòa thánh từ 8 giờ sáng theo giờ Roma ngày thứ Sáu 8 tháng 4. Tuy nhiên, các tài liệu này chỉ được công bố sau 12 giờ trưa ngày hôm đó. Tông huấn Amoris Laetitia sẽ được trình bày trong khuôn khổ một cuộc họp báo. Những vị trình bày tông huấn này gồm Đức Hồng Y Lorenzo Badisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng Giám mục Giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, hai vợ chồng giáo sư Francesco Miano, giáo sư triết học luân lý tại Đại học Tor Vergata Roma và giáo sư Giuseppina De Simone in Miano, giáo sư triết học tại phân khoa thần học Nam Italia ở Napoli. Tông huấn là kết luận của một quá trình thượng hội đồng 2 năm thảo luận về cả vẻ đẹp và những thách thức của cuộc sống gia đình ngày nay. Thượng hội đồng giám mục về gia đình khóa đặc biệt từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm 2014 có chủ đề là những thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh tân phúc âm hóa. Thượng hội đồng này quy tụ 253 tham dự viên, trong đó có 181 nghị phụ có quyền bỏ phiếu. Chủ đề của Thượng hội đồng thường lệ năm 2015 là ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong giáo hội và thế giới hiện đại, diễn ra từ ngày 4 đến 25 tháng 10 năm 2015 với 279 nghị phụ có quyền bỏ phiếu và 90 chuyên gia. Quan sát viên tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi nhìn nhận vai trò của phụ nữ trong việc kiến tạo hòa bình. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York đã bày tỏ sự kính trọng đặc biệt đối với những phụ nữ đã có ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài đến cuộc sống của hàng triệu người và sự phát triển của các quốc gia thông qua những công việc vị tha và dài hạn của họ trong lĩnh vực giáo dục, y tế và chăm sóc cho giới trẻ. Trong một tuyên bố tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh diễn ra hôm 28 tháng 3 năm 2016, Đức Tổng Giám mục Benedito Auza đã trình bày đề tài vai trò của phụ nữ trong phòng ngừa và giải quyết xung đột ở châu Phi. Ngài nói rằng, phụ nữ thậm chí trong nhiều hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn nổi bật vì lòng dũng cảm, kiên định và sự cống hiến của họ. Phụ nữ và trẻ em gái thường trở thành nạn nhân của hiếp dâm và các hình thức bạo lực trong các cuộc xung đột. Những nạn nhân này tìm được an ninh và sự cảm thông trong các tổ chức được điều hành bởi những người phụ nữ, thường là các nữ tu. Nhà ngoại giao Vatican nhắc nhớ cử tọa với lòng biết ơn và nỗi buồn về sự hy sinh của 4 nữ tu dòng thừa sai Bắc Ái và các chị Salem từ Ấn Độ, chị Margaret và chị Regina từ Rwanda và chị Judith từ Kenya, là những người đã bị thảm sát bởi những thành phần cực đoan hèn nhát vào ngày 4 tháng 3 tại Aden, Yemen. Họ cống hiến trọn đời mình cho phụ nữ nghèo và người già. Hơn một chục người trong số này cũng đã bị giết chết cùng họ, trong khi một số nguồn tin cho rằng những kẻ khủng bố đã bắt cóc linh mục Ấn Độ là cha Tom và đóng đinh ngài vào thứ Sáu tuần thánh. Đức Tổng Giám mục Auza ca ngợi nỗ lực của Liên Hiệp Quốc và các chính phủ nhằm nâng cao nhận thức và đi đến một sự thừa nhận đầy đủ hơn về vai trò quan trọng của phụ nữ
trong việc ngăn ngừa xung đột và xây dựng hòa bình. Nhà ngoại giao của Vatican ghi nhận là phụ nữ có một năng khiếu đặc biệt trong việc giáo dục con người, trở nên cởi mở hơn và nhạy cảm hơn trước những nhu cầu của những người xung quanh họ và xa hơn nữa. Và rằng sự đóng góp của họ trong lĩnh vực này là rất quan trọng trong việc giải quyết xung đột và thúc đẩy hòa giải sau xung đột. Đại hội Âu Châu kỳ 3 về tông đồ lòng thương xót. Chiều 31 tháng 3, Đại hội Âu Châu kỳ 3 về lòng thương xót đã khai diễn tại Roma và kéo dài cho đến Chủ nhật 3 tháng 4. Đại hội tiến hành dưới sự phối hợp của Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội đồng giám mục Áo và cha Patrice Chochosko, giám đốc đền thánh Gioan Maria Vianney ở Ars, bên Pháp. Hai vị là chủ tịch và tổng thư ký các hội nghị về thế giới về tông đồ lòng thương xót. Tham dự đại hội cũng có các đoàn đại biểu đến từ nhiều nước trên thế giới, kể cả những người Hồi giáo, đạo Sikh và Phật giáo. Đại hội diễn ra tại Vương cung Thánh đường Thánh Andre della Valle, cách Vatican một cây số, và có chủ đề là lòng thương xót và chính trị tại Âu Châu, với chứng từ về hệ thống các thị trấn lòng thương xót trên thế giới. Đặc biệt, có một chứng nhân nổi bật được trình bày là vị tôi tớ Chúa Robert Schuman 1886-1963, nguyên là thủ tướng Pháp và là một trong những người đã khởi xướng Liên hiệp Âu Châu và Hội đồng Âu Châu. Cha Joseph George, phó thỉnh nguyện viên án phong chương phước cho vị tôi tớ Chúa này, thuyết trình về đề tài Robert Schuman và lòng thương xót chính trị tại Âu Châu. Một chủ đề rất thời sự hiện nay giữa lúc Âu Châu đang phải giải quyết vấn đề về di dân và tị nạn. Đức Hồng Y Schönborn nói rằng, nguy cơ hiện nay là mỗi nước co cụm vào những ranh giới của mình và những hàng rào, những bức tường được tái lập. Âu Châu đang sống trong thời điểm khó khăn và giáo hội có thể góp phần giữ cho đại lục này được thống nhất. Tình bác ái có thể lướt thắng sự sợ hãi và những trào lưu mới quốc gia chủ nghĩa mà người ta tưởng là những điều đã thuộc về quá khứ. Trong đại hội cũng có một bài Lectio Divina đọc và nguyện gẫm lời Chúa với chủ đề lòng thương xót. Các tham dự viên đã dự buổi canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha lúc 6 giờ chiều thứ Bảy ngày 2 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô và thánh lễ Ngài Chủ sự lúc 10 giờ sáng Chủ nhật tới đây ngày 3 tháng 4 lễ kính lòng thương xót Chúa. Trong số các nhóm tín hữu tham dự, đặc biệt có 500 thành viên của phong trào Huynh đoàn Tông đồ lòng Chúa thương xót. Phong trào này được thành lập cách đây 20 năm do một thiếu niên 13 tuổi, nay là Linh mục Pasqualino Di Dio thuộc giáo phận Piada Armerina. Các thành viên phong trào này sống ơn gọi bí tích rửa tội, phục vụ giáo hội, làm chứng cho mọi người về cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô hằng sống qua thái độ tín thác đối với Thiên Chúa và từ bi đối với tha nhân. Hiện nay tại Italia, phong trào này khởi xướng và duy trì nhiều hoạt động từ thiện bác ái, trợ giúp người nghèo cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Các đại hội thế giới về lòng thương xót đã được khởi xướng sau khi Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời năm 2005, người đã thành lập lễ kính lòng thương xót Chúa. Đại hội đầu tiên tiến hành tại Roma năm 2008, rồi tại Cracovia năm 2011, tiếp đến là Bogota, Colombia năm 2014. Đại hội lần tới đây sẽ tiến hành tại Manila, Philippines vào tháng Giêng năm tới 2017. Vụ tấn công khủng bố tại Bỉ là một đòn chí mạng đánh vào người tị nạn. Hôm 31 tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan cho biết chính phủ giữ vững cam kết của mình tiếp nhận 7.000 người tị nạn theo những điều kiện nghiêm ngặt. Trước đó, ngay sau vụ tấn công khủng bố tại Brussels, giết chết hàng chục người, Thủ tướng Ba Lan nói nước bà sẽ rút lại các thỏa thuận với Liên minh châu Âu. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh nỗi thất vọng đang ngày càng gia tăng giữa các nhà hoạt động nhân quyền và người tị nạn bị mắc kẹt gần biên giới với Macedonia. Vì sau vụ khủng bố, một số nước đã quyết định đóng cửa biên giới của họ và công bố các biện pháp mới để ngăn chặn dòng người chạy trốn chiến tranh và nghèo đói. Bộ trưởng Ngoại giao Witto Kwasniewski của Ba Lan đã nói với truyền hình Ba Lan rằng nước ông sẽ sẵn sàng để xem xét lại các đơn xin của người tị nạn. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nước ông sẽ chỉ chấp nhận những người có danh tính được xác nhận, những người được tìm thấy là không đe dọa an ninh và những người sẵn sàng muốn định cư lâu dài ở Ba Lan.
Ông bày tỏ sự nghi ngờ khả năng có thể tìm được 7.000 người tị nạn như vậy. Tuy nhiên, ý kiến của ông gợi ý rằng chính phủ cánh hữu của Ba Lan sẽ giữ cho cánh cửa mở một chút cho những người tị nạn. Sau vụ tấn công tại Brussels, là thủ đô của cả Bỉ lẫn Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Beata Szilo cho biết bà thấy không có khả năng chấp nhận bất kỳ người di cư nào. Nước Áo cũng lên kế hoạch đặt ra nhiều giới hạn hơn nữa trên những người muốn nhập cư. Bộ trưởng Nội vụ Johanna Mikl-Lettner nói rằng, theo quy định mới, Áo chỉ nhận đơn xin tị nạn của những người mà Áo bắt buộc phải nhận vào, ví dụ những người đang phải đối mặt với các mối đe dọa về an ninh ở các nước láng giềng với Áo mà người ấy quá cảnh. Áo đã thiết lập một giới hạn chỉ nhận 37.500 đơn xin tị nạn trong năm nay, sau khi đã nhận gần 90.000 người trong năm 2015. Các quan chức nói cho đến cuối tháng 3, 14.000 người đã nộp đơn. Bên cạnh đó, một số nước dọc theo tuyến đường Balkan truyền thống sang phương Tây đã đóng cửa biên giới của họ. Chính phủ ở Hung Gia Lợi chẳng hạn đã dựng lên một hàng rào dây thép gai dọc theo biên giới Serbia và Croatia và gửi hơn 6.000 binh sĩ đến biên giới. Những diễn biến này đã gây thêm thất vọng cho hàng chục ngàn người tị nạn bị mắc kẹt ở Hy Lạp gần biên giới Macedonia và trong các khu vực khác. Một người tị nạn từ Afghanistan nói với các phóng viên rằng dù sao ông cũng không từ bỏ ước mơ để bắt đầu một cuộc sống tốt hơn ở phương Tây. Chúng tôi không mong muốn gì từ chính phủ Hy Lạp. Chính họ đang gặp khó khăn với nền kinh tế Hy Lạp hiện nay. Chúng tôi đang yêu cầu thế giới, các nước lớn hãy mở cửa biên giới cho chúng tôi. Chúng tôi đến đây không phải vì tiền. Chúng tôi muốn tìm một nơi an toàn và một vùng đất thanh bình trên hành tinh này. Ông là một trong số hàng trăm người tị nạn đã cùng các nhà hoạt động nhân quyền và những sinh viên biểu tình trên đường phố Athens kêu gào mở cửa biên giới. Hôm thứ Tư, 30 tháng 3, họ đã bày tỏ sự tức giận sau khi Thổ Nhĩ Kỳ muốn bắt đầu trục xuất những người họ coi là những người di cư bất hợp pháp từ Hy Lạp. An ninh cho khách hành hương Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Ba Lan. Ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Hoa Kỳ và Ba Lan tiếp tục liên lạc với các quan chức ngoại giao và an ninh của các quốc gia này để đảm bảo rằng các khách hành hương sẽ được an toàn trong Ngày Hội Giới Trẻ vào cuối tháng 7 năm nay. Paul Trajemboski, điều phối viên và trợ lý giám đốc của phân ban Giới Trẻ và Thanh niên của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho biết, an ninh dự kiến sẽ được thắt chặt ở Krakow, Ba Lan, nơi sẽ diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế giới, vì chính quyền của cả hai quốc gia sẽ thực hiện những biện pháp để ngăn chặn những trường hợp có thể đe dọa các du khách. Paul Trajemboski nói với Catholic News Service, những thông tin hiện tại cho thấy là không có đe dọa cho việc tổ chức được ứng định vào ngày 26 đến 31 tháng 7 năm nay. Ông nói, gia đình của các hành khách có thể an tâm là chúng tôi thường xuyên liên lạc với Bộ Ngoại giao, các ban tổ chức ở Krakow và Tòa đại sứ Ba Lan ở Hoa Kỳ. Ông cũng nói thêm là các khách hành hương nếu họ cảnh giác, ý thức và cập nhật tình hình an ninh có thể an tâm rằng Hoa Kỳ và đặc biệt là Ba Lan đang làm mọi việc có thể để đảm bảo sự an toàn của các khách hành hương. Đức Hồng Y Jorge Maria Martin Cotier, nguyên thượng học gia phụ giáo hoàng, qua đời. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi lời chia buồn sâu sắc của Ngài trước sự qua đi của Đức Hồng Y Jorge Maria Martin Cotier, nguyên thượng học gia phụ giáo hoàng. Trong một điện văn gửi cho người em kế của Đức Hồng Y, Đức giáo hoàng nói, Ngài chia sẻ nỗi buồn đang tràn ngập nơi những người biết đến người tôi tớ nhiệt thành này của tin mừng. Đức Thánh Cha nói thêm, với lòng biết ơn sâu sắc, tôi nhớ đến niềm tin mạnh mẽ của Ngài, sự dịu dàng phụ tử, những hoạt động về văn hóa và giáo hội mạnh mẽ của Ngài, đặc biệt là trong việc phục vụ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong tư cách là thần học gia phụ giáo hoàng. Đức Giáo Hoàng kết thúc điện văn với lời phó thác Đức Hồng Y cho lòng từ mẫu của Đức Trinh Nữ Maria và sự chuyển cầu của Thánh Đa Minh. Đức Hồng Y Cotier sẽ bước vào tuổi 94 vào ngày 25 tháng 4 này, nhưng Ngài đã qua đời tại Bệnh viện Augusto Gemelli vào đêm 31 tháng 3. Đức Hồng Y đã phục vụ trong tư cách là thần học gia của Phủ Giáo Hoàng từ năm 1990 đến năm 2005 và là cố vấn của Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin
và Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa. Sáng ngày 1 tháng 4, Đức Hồng Y Angelo Sonado đã cử hành thánh lễ an táng tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 8 giờ 30. Chào đời ở vùng đô thị Carros của Ginevra, Thụy Sĩ vào năm 1922, George Marie Martin Cottier gia nhập dòng Đa Minh vào năm 1945. Sau khi học triết học và thần học tại Học viện Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino tại Roma, cũng gọi là Đại học Angelicum, Ngài đã được thụ phong linh mục vào ngày 2 tháng 7 năm 1951. Vào năm 1959, Ngài đã bảo vệ luận án tiến sĩ tại phân khoa nghệ thuật tự do của Đại học Ginevra về chủ đề chủ nghĩa vô thần của thanh niên Marx và những nguồn gốc Hegel của ông. Vào năm 1962, Ngài trở thành giáo sư tại cùng một đại học cho đến khi nghỉ hưu năm 1987. Bên cạnh đó, vị Hồng Y người Thụy Sĩ cũng đã dạy các khóa về triết học đương đại ở các đại học Freiburg, Montreal và Padua và Học viện Công giáo Paris cũng như Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milan. Ngài tham dự Công đồng Vatican II trong tư cách là chuyên gia của Công đồng và là một cố vấn Công đồng trong việc đối thoại với những người không có niềm tin tôn giáo, tham gia vào nhiều cuộc gặp gỡ ở Ljubljana, Budapest, Strasbourg và Mạc Tư Khoa. Vào năm 1986, Ngài được bổ nhiệm là một thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế, trở thành thư ký của Ủy ban này vào năm 1989. Tháng 10 năm 2003, Ngài đã được tấn phong Tổng Giám mục Hiệu tòa Tullia và được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vinh thăng Hồng Y. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.